khoản ngân sách bổ sung mới sẽ được trình lên Quốc hội phê duyệt vào ngày mai mùng 5 tháng 3. Khoản tiền này lớn hơn so với ngân sách bổ sung từng được Hàn Quốc giải ngân cho hội chứng suy hô hấp cấp tính SARS hồi năm 2003 và hội chứng hô hấp Trung Đông MERS năm 2015. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cơ quan phòng và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc sáng nay đã ghi nhận thêm 516 trường hợp nhiễm mới, nâng số ca mắc bệnh này trên toàn quốc lên 5.328 người, trong đó có 32 ca tử vong. Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày 3 tháng 3 giảm với chỉ 119 ca, ít hơn 6 ca so với một ngày trước đó. Hiện, tổng số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục là 80.270 người và số ca tử vong là 2.981 người. Tại Nhật Bản cũng ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.000 người, trong đó có 12 ca tử vong.